chào mọi người nhá. Thẩm mỹ Dr. D đang ở khu vực hậu phẫu ạ. Ở đây cái phòng này là hôm nay có 5 chị khách hàng là đều thực hiện phẫu thuật đại phẫu vào chiều ngày hôm qua tại thẩm mỹ Dr. D. Thì sáng nay thì chúng tôi đã đến thăm khám cùng với cả đội ngũ bác sĩ và y tá. Thì bây giờ là xin phép để quay live stream hỏi thăm các chị một chút. Đây, chị khách hàng đầu tiên của chúng ta ở trong phòng này. Em chào chị. Hôm nay chị thấy sức khỏe của mình thế nào? Hôm nay khỏe rồi chị ạ. Thế chiều hôm qua là mình mới phẫu thuật xong. Thì là tối hôm qua là mình có thấy khó chịu lắm không? Chị hơi nhức một tí ạ. Hôm nay là đã hết rồi ạ. Hôm nay hết luôn rồi. Vâng. Đó, thì đây mọi người xem. Chị là thực hiện dịch vụ nâng ngực. Có kết hợp thêm dịch vụ gì không chị nhỉ? Dạ không ạ. Nâng ngực đơn thuần thôi đúng không? Vâng ạ. Đó, đây mọi người có thể xem ngực của chị là vừa mới làm xong vào chiều ngày hôm qua nhé mọi người nhé. Tất cả các ca, 5 ca này là đều thực hiện vào chiều ngày hôm qua đấy ạ. Đấy, đây quay cho mọi người xem. Trước khi đến với cả Dr. D thì là mình đã tìm hiểu dịch vụ nâng ngực ở nhiều các cơ sở khác chứ chị? Dạ em có tìm hiểu nhiều rồi ạ. Tìm hiểu nhiều nơi rồi đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà lý do nào mà mình cuối cùng mình lại chọn Dr. D để mình làm? Bạn em giới thiệu ạ. Vâng ạ, đó. Thì bây giờ là mình thực hiện xong rồi. Thì chị đánh giá như thế nào về thứ nhất là kết quả thẩm mỹ, thứ hai là cái việc tư vấn rồi là phẫu thuật của bác sĩ, nghe tay nghề của bác sĩ? Bác sĩ tư vấn rất là nhiệt tình ạ. Và kết quả thì em rất là ưng ạ. Chị được xem rồi đúng không? Sáng nay là các bạn ấy tháo băng ra là mình được xem chưa? Chưa ạ. Chưa được xem. Nhưng mà mình mới chỉ nhìn ở phía bên ngoài thôi đúng không? Vâng. Đó. Với cả trước khi mà phẫu thuật ý, thì Dr. D có cái thử size system để mình thử cái đặt cái túi size đấy thì là nó sẽ lên hình dáng như thế nào. Thì chắc là chị đã thử size rồi và chắc là biết là cái khoảng size của mình thì nó sẽ lên dáng ngực như thế nào đúng không chị? Vâng ạ. Vâng, đó. Thế từ hôm chiều ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay thì là các bạn chăm sóc chị như thế nào, các bạn y tá điều dưỡng chăm sóc thế nào? Y tá và điều dưỡng chăm sóc rất là tận tình ạ. Vâng. Nói chung là hài lòng đúng không chị? Dạ vâng ạ. Vâng, đó. Và ở hiện tại là cũng không, hoàn toàn là không đau gì nữa rồi đúng dạ, không chị? Dạ, là không đau nữa. Vâng, đó. Em cảm ơn chị nhá. Đấy, cho mọi người xem một chút cái hình dáng form ngực của chị. Chị ngồi thẳng lưng lên một chút để em cho các bạn xem cái hình dáng form ngực này. Đấy, mọi người ơi. Này, cái form ngực đã lên dáng rồi mà chị vừa thực hiện chiều ngày hôm qua thôi nhá mọi người nhá. Đấy. Đó, mọi người thấy không? Em cảm ơn chị nhá. Em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.